Suy niệm Chủ nhật thứ sáu phục sinh năm b bài của linh mục joseph tại duy tuyền bạn có từng nuối tiếc không: có một nhóm nghiên cứu xã hội đã làm một thử nghiệm như sau. Họ đặt một tấm bảng lớn ở công viên với dòng chữ đề rằng hãy viết ra điều nuối tiếc lớn nhất của bạn. khi xem các dòng chữ được viết trên tấm bảng người ta nhận ra rằng có rất nhiều điều nuối tiếc được bắt đầu bằng chữ không không trân trọng những cái mình đang có không chép lấy cơ hội không nói ra điều muốn nói không mạnh dạng theo đuổi ước mơ bên cạnh núi tiếc về những cơ hội đã bỏ lỡ những ước mơ đã không dám theo đuổi thì núi tiếc thường thấy nhất xoay quanh những mối quan hệ tình cảm. Có người ước mình đã chọn bạn tốt hơn, đã trân trọng và gìn giữ cho mình những tình cảm đẹp hơn với người bên cạnh. Có lẽ sự nuối tiếc về một tình cảm sẽ làm ta tổn thương lâu dài nhất. Về tình yêu, người ta thường hối tiếc vì đã không hồi đáp lại những tình cảm đẹp mà mình đã từng nhận được và sau này vĩnh viễn không gặp được người nào tương tự như thế. Có rất nhiều tình yêu nam nữ đang nồng nàn, đang đẹp đôi. Thế nhưng vì một chút hiểu lầm mà họ rời xa nhau, vì tham vọng mà họ chia tay nhau để chạy theo mối tình chỉ dựa trên đồng tiền, danh vọng, quyền lực. Họ đã rời xa tình yêu chân thật, thì làm sao họ có thể hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống hôn nhân không có tình yêu. Có rất nhiều bạn trẻ vì nông nổi chạy theo đam mê cuồng vọng mà rời xa tình yêu cha mẹ, họ muốn tận hưởng giây phút tự do không có sự che chở của cha mẹ. Nhưng cuộc đời đâu bao giờ ban không cho ai hạnh phúc. Chỉ trong tình yêu cha mẹ mới ban phát nhưng không mà thôi. Thế nên nhiều bạn trẻ khi rời xa gia đình mới nuối tiếc vì mình không ở lại trong tình yêu của gia đình nên bây giờ mới cô đơn giữa chợ đời. Có rất nhiều người đã rời xa tình yêu của Chúa để chạy theo danh lợi thú trần gian. Họ nghĩ rằng sẽ hạnh phúc mà không cần có Chúa, nhưng họ quên rằng Thiên Chúa không phải là cảnh sát chỉ có nhắc nhở, cấm đoán, mà Thiên Chúa là tình yêu một tình yêu quan phòng và bao dung với những bất toàn của con người. Lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta hãy trân trọng tình yêu mà chúng ta đang có, hãy ở lại trong tình yêu của Chúa và tha nhân. Ở lại, mời gọi chúng ta đừng phụ nghĩa bong ăn với tình yêu mà Chúa cũng như mọi người dành cho chúng ta. Ở lại, bằng việc trung thành, tôn giữ với răng Chúa cũng như chung thủy với người mình thương, ở lại trong chúa để tình yêu chúa thẩm thấu trong cuộc đời chúng ta chính tình yêu chúa sẽ biến đổi chúng ta nên giống như ngài trong cách sống tỏa lan tình yêu thương chính tình yêu sẽ biến chúng ta nên dấu chỉ người môn đệ của chúa là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em ước gì chúng ta biết tuân giữ lời chúa để tình chúa mãi ở lại trong chúng ta Ước gì chúng ta đừng xa rời tình yêu của cha mẹ, của bạn bè, người yêu chỉ vì ích kỷ của bản thân mà có lỗi với nhau. Xin Chúa giúp chúng ta biết trung thành với Chúa và với nhau qua việc tuân giữ giới răng của người. AMEN Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền